Chào mọi người, hôm nay thì em giới thiệu cho mọi người một cái mảnh đất ngang tầm hơn 7 mét và sâu tầm 14 mét. Đây là cái cả một mảnh to. Đấy, chủ nhà là cần tiền muốn cắt ra một nửa để bán. Từ cái mảnh đất này mà đi ra ngoài trục chính là tầm 30 mét đi bộ. Cái đường ngõ trước mặt thì là ngang tầm sấp xỉ 3 mét thôi, mình đo rồi tầm 3 mét, sấp xỉ 3 mét. Đây là trục chính của thôn chợ Áp Phan. Xe buýt đỗ thoải mái, tránh nhau thoải mái luôn. Tầm 30 mét đi bộ, ngang đường ngõ xóm tầm 3 mét. Hướng còn lâu này là hướng đông bắc nữa. Chủ nhà cần tiền cắt một nửa để bán, giá thương lượng trực tiếp